Hôm nay các thí sinh đã hoàn thành những môn thi cuối cùng, kết thúc đợt một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đây là một kỳ thi đặc biệt được đánh giá có nhiều khó khăn trong khâu tổ chức thi bởi những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Song đến thời điểm này, cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng, sự quan tâm của toàn xã hội và đặc biệt là sự cố gắng của các em học sinh, có thể khẳng định kỳ thi ở Hưng Yên đã thành công. Ngày thi thứ hai diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa rào. Dù gặp khó khăn, nhưng công tác phân luồng kiểm tra sức khỏe phòng chống dịch bệnh vẫn được các điểm thi thực hiện nghiêm túc. Chúng tôi vẫn có phải trực tại điểm thi cho đến hết cuối buổi. Để nếu như trong trường hợp mà có xảy ra bất trắc gì, ví dụ vì lý do sức khỏe thì chúng tôi có thể ứng phó kịp thời. Và sau đấy là cuối buổi thi thì chúng tôi có thực hiện công tác là giãn cách để cho các cháu ra về để phòng tránh cái việc mà tụ tập đông người. Buổi sáng thí sinh dự thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút. Buổi chiều các thí sinh dự thi môn ngoại ngữ đều với hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 60 phút. Hầu hết các thí sinh đánh giá đề thi đúng theo cấu trúc đề minh họa, nội dung chủ yếu trong sách giáo khoa nhưng vẫn có những câu hỏi cần có sự liên hệ thực tiễn. Đề thi khoa học xã hội hôm nay thì khá là vừa sức, kiến thức chủ yếu là nằm ở trong sách giáo khoa, bên cạnh đấy thì có một số câu nâng cao để đánh giá được học sinh tốt hơn. Đề thi buổi sáng hôm nay thì đề mức ở mức độ vừa phải và cũng từ câu 30 trở xuống thì cũng khá là khó. Cần thêm một chút vận dụng và sáng tạo trong 3 môn trong tổ hợp thì là em thấy môn lý là khó nhất. Đề thì không có nhiều cấu trúc khó và cũng không có nhiều từ mới nữa. Nên là em nghĩ là tất cả các bạn đều có thể làm. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 tại Hưng Yên được đánh giá có nhiều khó khăn. Cách ngày thi khoảng 2 tuần, dịch bệnh lây lan tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Các quyết định phong tỏa giãn cách được ban hành đồng nghĩa với việc nhiều thí sinh sẽ không được thi trong đợt 1. Trong giai đoạn ôn tập nước rút, thí sinh phải ôn tập trực tuyến thay vì đến trường. Đây là thiệt thòi so với thí sinh của nhiều địa phương khác, nhưng với nỗ lực vượt khó, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế. Kết thúc 2 ngày thi, toàn tỉnh có 1 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Hưng Yên vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi, không phát sinh tình huống bất thường do dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, như vậy 2 ngày thi chính thức của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã kết thúc. Đến thời điểm này thì các thí sinh cũng như các vị phụ huynh hoàn toàn có thể là thư giãn, giải tỏa những áp lực, lo lắng khi mà phải tham gia kỳ thi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Phòng dịch tốt nhưng mà con cái mình thi thôi, cái này là hôm nay là phấn khởi quá rồi, chứ không có được sốt ruột lắm. Mình mừng hơn chúng nó luôn ấy. Sau khi thi xong thì em sẽ nghỉ ngơi, thư giãn và đợi kết quả thi ạ. Tại buổi họp, ngay sau khi kết thúc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh nhấn mạnh, kết quả đạt được chỉ là bước đầu, vẫn còn nhiệm vụ quan trọng là khâu vận chuyển bài thi và chấm thi. Đồng chí yêu cầu cán bộ làm nhiệm vụ phải thực hiện đúng chuyên môn, nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo an toàn dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi đợt 2.